lúc đầu triển khai dự án Đại An chưa có sự thống nhất từ trên xuống dưới, cho nên lại sinh ra nhiều cái vấn đề. Gần 70 hội nghị tôi cập nhật từng ngày một, ba thôn có đơn thư, rất là nhiều người ký, tình hình nó rộng rất là phức tạp. Khi thực hiện dự án đi kiểm đếm thì đặc biệt là có những thôn khoảng 400 người ra ký đơn và không đồng ý, có những thôn người dân ra chặn đầu làng không thực hiện việc kiểm đếm. Có một số hộ dân hoặc một số đối tượng là người ta cũng quá khích, họ cứ nghĩ rằng đất của họ là họ bán phải được giá thỏa thuận. Khi xã xuống để cùng với ban quản lý dự án và thôn thông báo tình hình thống nhất đi kiểm đếm là nó cũng phức tạp. Đó là thời điểm nóng nhất trong khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án khu đô thị Đại An của các cấp ủy đảng, chính quyền xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Khi bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng, địa phương gặp phải không ít khó khăn bởi người dân chưa đồng thuận. Nhiều trường hợp người dân cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, cương quyết không hợp tác thực hiện việc kiểm đếm tài sản trên đất. Do đó dẫn đến người dân tại 3 trên 5 thôn đã tập trung đông người ký vào đơn đề nghị các cấp về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn. Khó khăn phức tạp là vậy, song với kinh nghiệm qua nhiều năm trong tiếp nhận các dự án, với cách làm bài bản, dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, Tân Quang đang tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án khu đô thị Đại An do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư được phê duyệt vào năm 2021. Đây là dự án có diện tích đất phải thu hồi để giải phóng mặt bằng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã Tân Quang, với 130 ha của 938 hộ dân thuộc 5 thôn là Cự Dũng, Tăng Bảo, Bình Lương, Nghĩa Trai và Thọ Khang. Khi bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn như hệ thống văn bản pháp lý liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, nhiều quy định mới thay thế chưa phù hợp, đơn giá bồi thường, hỗ trợ còn chậm điều chỉnh. Người dân có sự so sánh về chính sách và giá đền bù thực tế giữa các doanh nghiệp vào địa bàn, giữa các thời điểm và so sánh với các khu vực lân cận. Trong đó, khó khăn nhất là thôn Nghĩa Trai, bởi thôn có 560 hộ thì 80% số hộ tham gia trồng cây dược liệu. Đây là nghề truyền thống, hàng năm đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân. Khi bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án, người dân trong thôn không đồng thuận. Nhiều hộ lo lắng khi bàn giao đất sẽ không biết chuyển sang nghề gì để sinh sống. Khi dự án Đại An vào thì diện tích thu hồi của gia đình nhà tôi là gần như lớn nhiều nhất thôn, gần 3.000 m2. Bản thân là tôi làm nghề thuốc, mà cái đất của Nghĩa Trai chúng tôi là trồng thuốc rất có giá trị, thu hồi gần 100 triệu một năm. Mới đầu tôi là cũng không đồng ý, tại vì nó quá rẻ. Để tháo gỡ được những nút thắt, những khó khăn đó, Đảng ủy xã Tân Quang đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ban hành một nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu đô thị Đại An. Đồng thời quyết định thành lập ban tuyên truyền vận động về giải phóng mặt bằng, bao gồm các thành viên lấy từ các hội quần chúng với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, kiên trì, bền bỉ thuyết phục. Chính vì nội dung đó thì Đảng ủy bắt đầu đã phải họp và ra một cái nghị quyết chuyên đề bàn sâu về công tác giải phóng mặt bằng của khu đô thị Đại An. Từ đó thống nhất nhất quán một quan điểm, Đảng ủy chỉ đạo thành lập ban tuyên truyền vận động và phân công cụ thể cho các thành viên trong ban tuyên truyền vận động để làm công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, công tác dân vận chính quyền của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Thôn Tăng Bảo tuy là thôn có diện tích đất phải thu hồi lớn nhất với trên 59 ha của 397 hộ dân nhưng lại hoàn thành bàn giao mặt bằng sớm nhất. Lúc đầu thì một số đồng chí đảng viên cũng vẫn còn cái lăn tăn, nhân dân không biết là sẽ sống như thế nào, cho nên nhân dân so sánh giữ cạnh nhau mà giá bên kia cao, giá bên kia thấp. Thì trước cái tình hình thế, chúng tôi lại phải bỏ họp lại chi bộ, giao cho các đảng viên vận động. Thứ nhất là vận động trong gia đình mình, vận động hàng xóm, giao cho các ban ngành trực tại nhà văn hóa để cùng với ban quản lý đi xuống từng ruộng, từng nhà để đến kiểm đếm. Khi dự án vào thì gia đình nhà tôi là cũng được thu hồi với cái diện tích là một mẫu hai. Ban chỉ huy lãnh đạo thôn với các ban ngành là chúng tôi cũng có phải nhiều cuộc họp để vận động tuyên truyền. Thế thì sau những cái buổi họp đó thì nhân dân ta cũng hiểu về cái chuyển đổi cái đất sang cho dự án, rất là vui vẻ. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, các cấp ủy chính quyền xã Tân Quang
còn chú trọng việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng thôn, phát huy vai trò của người đảng viên, người cao tuổi trong khu dân cư. Đồng thời công khai, minh bạch mọi cơ chế, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, đảm bảo người dân có đất thu hồi, được thụ hưởng đúng và đầy đủ quyền lợi theo chính sách hiện hành và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Với vai trò là cấp ủy phụ trách của thôn Thọ Khang, ngay từ những ngày đầu khi tuyên truyền về kiểm đếm cây rồi giải phóng mặt bằng để bàn giao cho khu đô thị thì người dân của thôn Thọ Khang là đồng thuận rất cao. Chỉ qua một ngày thôi là hơn 200 hộ là đã chấp hành và đã nhận cái tiền bồi thường. Đến nay, xã Tân Quang đã hỗ trợ đền bù cho 95% số hộ có đất bị thu hồi cho dự án khu đô thị Đại An. 4 thôn đã nhận tiền đền bù 100%. Còn lại, hơn 50 hộ thôn Nghĩa Trai vẫn tiếp tục đề xuất nâng giá đền bù, hỗ trợ. Hiện địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường DH12 với tổng chiều dài trên 500m qua đất thổ cư của 12 hộ dân và phải di chuyển trên 100 ngôi mộ xây kiên cố của thôn Ngọc Đà. Công tác giải phóng mặt bằng dự án DH12 liên quan đến đất thổ cư và di chuyển mồ mả nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, những khó khăn đó đã được tháo gỡ. Xác định cái khâu khó khăn nhất là di chuyển mồ mả. Do vậy mà chúng tôi cũng đã bàn bạc và thống nhất cùng với các đồng chí đảng viên cao tuổi đến tuyên truyền vận động. Các hộ gia đình rất là đồng thuận và tiến hành là nhận tiền đền bù. Cán bộ từ huyện rồi cả hôm cả xã nữa là về trực tiếp về gia đình luôn. Thì gia đình nhất trí dỡ bỏ ở trong địa điểm cũ, tổng số diện tích là 330 m². Nhờ cách làm chủ động, bài bản, thời gian qua xã Tân Quang đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án trọng điểm. Tính đến nay, trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã có gần 100 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng diện tích đất đã bàn giao khoảng 200 ha. Đến thời điểm này, cơ bản các dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động, trong đó có trên 3.000 lao động là con em của địa phương. Kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng để trước tiên thì khi triển khai dự án thì mọi người dân phải được biết. Hai là phải có sự thống nhất từ trên xuống dưới và cái sự trao đổi, lắng nghe tiếp thu ý kiến từ người dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Tân Quang đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình, dự án và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Cách làm sáng tạo, quyết liệt của Tân Quang rất cần được các địa phương tham khảo và học tập.